Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 7 bộ truyện Thầy Phong Thủy cuối cùng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tôi ra ngoài sớm, trở về dự lễ khai trương cửa hàng mới có khá nhiều thứ đang diễn ra, tôi bận bịu rất nhiều việc. Công việc kinh doanh, vệ sinh, phòng cháy, chữa cháy, vân vân. Cuối cùng tôi kiệt sức, đành phải gọi điện cho thẩm dịch hổ. Thẩm dịch hổ mất nửa ngày mới đưa tôi đi hoàn thành công việc. Anh ta lại hỏi tôi có cân nhắc việc đi bắt dương bào hay không. Tôi cười nói. Giữ mạng chó quan trọng hơn. Thẩm dịch hổ chỉ để lại một câu. Tôi đợi cậu giờ cậu cực khổ đủ rồi cậu sẽ phải cậu xin tôi dẫn cậu ra ngoài làm việc tôi cười nói ngày mai đã đến ngày cửa hàng khai trương tôi phải tới anh quân đã giúp đỡ tôi rất nhiều việc chợt buồn bực hỏi tôi không phải cậu nói có bạn gái đến hay sao tại sao đến giờ vẫn chưa thấy ai tôi vừa tưới hoa hồng vừa cười nói anh quân việc nặng nhọc Tôi tự làm được rồi Sao có thể để cho bạn gái tôi làm được chứ Anh Quân giơ ngón tay cái lên khen Rất tốt Tôi nói Thôi bỏ qua đi Đừng có khen tôi nữa À đúng rồi Anh Quân à Tôi muốn hỏi anh một chuyện Anh có biết ở đâu dạy một số kỹ thuật chiến đấu tự vệ hay không Anh Quân đột nhiên hứng thú Kêu ghế ngồi xuống Rồi lớn tiếng gọi Tôn Bảo, Tôn Bảo, rót trà, Tôi và ông chủ tiêu có chuyện muốn nói. Trương Tôn Bảo trong phòng chán nản bưng trà lên. Tôi ngửi thử thì phát hiện là trà mua 5 tệ một cân. Quay lại vấn đề chính đi. Nói về chiến đấu, võ thuật Trung Quốc đã thống trị thế giới từ những năm 1970. Sau đó là thuật ám sát ninja Nhật Bản và Mây Thái. Thời hiện đại là võ thuật Israel và đấu vật Brazil. Tôi sẵn tiện hỏi. Vì sao? Vì sao? Lưu Quân đáp, trên thực tế, võ thuật Trung Quốc không phải theo lộ trình như chúng ta thấy trên TV ngày nay. Các thủ đoạn đều rất nguy hiểm. Khi đó Phương Thế Ngọc bị Ngũ Mai sư thái dùng công tráo môn tấn công vào hậu môn, móc ruột ra thông qua hậu môn, về sau thì chết. Rất nhiều sư phụ đều có tinh thần cổ điển, tuyển chọn đệ tử rất nghiêm khắc. Dần dần rất nhiều loại đều trở thành tuyệt học ví dụ như thuật ám sát Nhật Bản và Mây Thái đều phải tập luyện từ nhỏ. Xã hội ngày nay ai nỡ để con mình đi chịu khổ chứ. Vì vậy, những môn võ này mới dần suy tàn. Giới võ học bấy giờ mới bị võ thuật Israel và đấu vật Brazil chiếm giữ. Tôi cười nói, Đại ca, ý anh là muốn truyền cho tôi hai chiêu để trở thành cao thủ hay sao? Chỉ nói mà không thử tập luyện thì cũng bó tay anh quân cười nói đợi tôi hút một điếu thuốc trước đã khói thuốc bạch sa bay lên chết tiệt lại là thuốc bạch sa bốn tệ tôi nhìn rồi nói bốn tệ rưỡi chứ anh quân đến chính điếu thuốc nhanh chóng bốc lên khói trắng anh quân đứng dậy đi đến cửa hàng sửa xe đi nào tôi sẽ không hại cậu đâu trương thôn bảo xen vào một câu ông chủ của tôi đã nhập ngủ 10 năm, ông ấy đã rèn luyện bản thân có được cơ thể mình đồng gia sắc. Trong ngày quốc khánh năm nay, ông chủ dự tính sẽ đến đồng nhân trận ở Thiếu Lâm Tự để thử sức. Tôi nói, dọa ai chứ? Lòng bàn chân anh ta vừa phát lực, cả người tức khắc lao về phía trước. Chà, Trương Quân Bảo, đúng là em trai của Trương Tôn Bảo. Anh Quân dùng một tay và một chân ấn tôi xuống dưới đất, tôi vội vàng la lên tôi phục rồi, sau này tôi sẽ tập luyện với anh. Anh Quân buông tôi ra cười ha ha, rồi quay lại cầm điếu thuốc lên hút. Anh Quân hút một hơi điếu thuốc bạch xa cũ. Ngày mai, khi nào khai trương? Tôi phủi bụi sau lưng. Ngày mai, sau khi mặt trời xuống núi sẽ khai trương. Tàn thuốc trên điếu thuốc của anh Quân bị gió thổi bay, anh ta sờ tay lên trán rồi hỏi. Sao vậy? Con có tập tục khai trương lúc mặt trời lặn hay sao? cậu định bán hoa cho ma ư tôi nói mọi chuyện đều có lý do anh quân cười nói thôi bỏ đi nói xem lý do là gì tôi cười đáp anh nói đúng rồi tôi đúng là bán hoa cho ma anh quân hút xong một điếu thuốc lại châm thêm một điếu khác giơ ngón tay cái khen ngợi cậu đúng là một tên nhóc suy si tình sau này nếu như cậu tìm đến tôi học quyền thuật thì tôi chắc chắn sẽ không nương tay anh quân quay lại tìm sửa xe với nét mặt buồn bã tôi vẫn cảm thấy khó hiểu sao buổi tối khai trương lại có liên quan tới si tình sau khi trương tôn bảo đi ngang qua cậu ta mới lấy ra hai gói đường đỏ rồi nói ông chủ của tôi nhờ tôi đưa cho cậu ông chủ nói ông chủ biết cậu là người tốt mang chúng về pha nước đường cho bạn gái uống tôi càng khó hiểu hơn. Tại sao còn đưa tôi một gói đường đỏ? Trương Tôn Bảo giải thích. Trước đây, khi ông chủ đọc báo, từng thấy có một căn bệnh nan y không được phép nhìn thấy ánh mặt trời. Ông chủ nói, cậu chọn buổi tối khai trương, nhất định là vì lý do này. Tôi hỏi, anh Quân đang làm gì bên trong? Sao anh ấy không ra ngoài? Trương Tôn Bảo nói, ông chủ của tôi đang khóc ở bên trong. Tôi dở khóc dở cười, nhận lấy túi đường đỏ mang về pha nước cho con chó và con mèo. Có lẽ Tạ Linh Ngọc sẽ không uống nó. Tôi liếc mắt nhìn sang, thấy hình như mắt Trương Tôn Bảo cũng đỏ lên, mới đưa tay vỗ lên vai anh ta. Không lẽ anh với Tôn Tiếu còn đang cãi nhau? Trương Tôn Bảo tiếc núi nói, "Bây giờ tôi nghĩ lại rồi, cậu kiên cường như vậy, đối tốt với một người phụ nữ như thế, tôi và tư tiếu ngày trước chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ tôi thật sự là sống trong phúc mà không biết hưởng phúc tôi sẽ đi nhận lỗi với cô ấy trương tôn bảo cũng đã đi xung họp với tôn tiếu tôi cầm hai gói đường đỏ trên tay yên tâm quay lại cửa hàng tôi đoán rằng mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt rồi vì vậy nên mới đóng cửa hàng nói lời tạm biệt với anh quân anh quân mắt đỏ hoe chạy ra nói cậu đừng lo lắng từ nay về sau tôi sẽ che chở cho cậu. Anh Quân giang tay ra ôm chặt lấy tôi. Tôi thầm nghĩ, nếu tôi nói tạ Linh Ngọc là một nữ quỷ, sợ rằng anh Quân sẽ cho rằng tôi đang đùa, đành phải chấp nhận cái ôm của anh ấy. Trên đường về tôi gọi cho mẹ, bảo tôi đã mua lại một cửa hàng hoa và bắt đầu bán hoa. Mẹ tôi vui mừng nói, cố gắng làm việc chăm chỉ nha, cha mẹ ủng hộ con ngày hôm sau ba ngày tôi đọc sách trong phòng đến chiều khi mặt trời xuống núi tạ linh ngọc mới thay một bộ váy hiện đại hơn chút chú mèo nhảy lên trên tay cô ấy tôi dắt theo tiểu hắc cùng nhau ra ngoài khi chúng tôi đến cửa hàng bạch mộng hoa thì trời đã dạng vàng tối bầu trời rất cao những đám mây đầy màu sắc khắp bầu trời khiến cho người ta say mê giống như tây thiên mà tôn ngộ không đã hương tới biết bao lần Lúc này tôi cũng đang trên đường đi sang Tây Phương Thỉnh kinh đây, tôi phải cố gắng mới được. Tôi mở cửa tiệm hoa, cũng không có bạn bè đến chúc mừng nên cũng không cần quá trang trọng. Tạ Linh Ngọc nhìn một đống hoa trong tiệm mỉm cười. Con mèo nhảy khỏi tay cô ấy, xuống đất đi đi lại lại, xác nhận phạm vi mới. Tôi đặt quyển sổ ghi chép lên trên quầy tính tiền. Tạ Linh Ngọc ngồi trên ghế, hít một hơi thật sâu, mỉm cười nói: Hiện nay tôi là bà chủ, chủ nhân thứ hai là mèo con của nhà chúng tôi và chủ nhân thứ ba là Tiểu Hắc. Tôi chỉ tay vào khuôn mặt đẹp trai của mình. Còn tôi thì sao? Tóm lại không thể kém hơn Tiểu Hắc nhà tôi, đúng không?" Tạ Linh Ngọc vương vai nói, "Anh là chân sai vặt, ông chủ giùm ông chủ chứ." Sau khi mở cửa hàng được 10 phút, anh Quân nhà bên đã dẫn theo hai người học việc đến đây chúc mừng. Mấy người nhìn thấy tạ Linh Ngọc thanh tú thoát tục, theo bản năng chỉnh lại quần áo. Anh Quân đưa ra một phong bì màu đỏ. Khai trương đại cát, lì xì lấy hình. Tạ Linh Ngọc mỉm cười nói. Anh Quân thật tốt bụng, tôi đã nghe Tiêu Kỳ nhắc tới anh từ lâu rồi. Anh ấy còn khen anh rất tốt bụng và tử tế. Anh Quân cười ha ha, đâu có đâu có. Tôi biết anh Quân hút thuốc nên đã sớm mua một bao thuốc đưa cho anh Quân và mấy người học việc của anh ấy. Thấy Trương Tôn Bảo không có đó, tôi mới tò mò hỏi. Anh Quân, Trương Tôn Bảo đâu rồi? Anh Quân cười nói. Lát nữa cậu ta sẽ tới. Anh Quân gọi hai người học việc đến. Em gái, đây là Lưu Kế Bảo, cháu trai tôi. Đây là Thiết Ngưu, chính là kẻ thích cầm búa. Tạ Linh Ngọc mỉm cười nhìn theo, nhìn thấy hai người đang cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng. Sau một lúc, Trương Tôn Bảo và Tôn Tiếu tóc thắt hai biếm đã đến. Hai người tay trong tay đi tới xem ra đã làm hòa với nhau. Trương Tôn Bảo nói sẽ mua tặng Tôn Tiếu một bó hoa. Tạ Linh Ngọc lấy ra một bông hồng nhỏ nhờ Trương Tôn Bảo đưa cho Tôn Tiếu. Tôn Tiếu rụt rè cầm lấy bông hoa hồng của Trương Tôn Bảo mà còn đỏ hơn cả hoa hồng. Mọi người trò chuyện rôm rã một lúc. Lưu Quân mới nói bọn họ có việc bận nên đi trước. Đồ dẫn ba người học việc về Nửa tiếng sau anh Quân đóng cửa tăng làm Bảo tăng làm sẽ đi qua chào hỏi tôi Ngoài cửa hàng hoa có tiếng xe điện Anh giao hàng chuyển phát nhanh đang đứng nơi cửa Có phải anh tiêu kỳ không? Trong này có một bưu kiện chuyển phát nhanh cho anh Tôi ký nhận chuyển phát nhanh Bỗng nhiên bên trong gói hàng phát ra tiếng ộp ộp Không lẽ có người tặng chúng tôi một con ít điện? thành thật mà nói việc tôi khai trương cửa hàng mới ngoài nói cho thẩm dịch hổ và lưu quân chủ cửa hàng sửa xe ra thì không thông báo cho ai biết vậy người tặng bưu kiện chuyển phát nhanh là ai tôi lấy một con dao rạch băng dán ra một con cóc béo từ bên trong nhảy ra theo sau còn có bốn con cóc khác tôi nhanh chóng bước sang một bên mèo con nhẹ nhàng đi đến trước mặt con cóc nhìn con cóc rồi kêu lên meo meo Năm con cóc nhảy ra khỏi gói mưu phẩm rồi nhìn về phía trước, kêu lên ột loạt. Tạ Linh Ngọc hét lên: "Đừng di chuyển. Tôi hiểu con cóc và con ít giống nhau, chỉ có thể nhìn thấy những thứ di chuyển và hét lên." "Tiểu Hắc, đừng di chuyển." Tiểu Hắc nghe tôi nói lập tức hạ đuôi xuống, con mèo cũng không di chuyển. Tôi nhanh chóng nhận ra loại cóc này không phải cóc sống trong khe đá ở quê mà là một loại cốc cực độc. Ngay cả một con cốc ở quê cũng có thể để lại một khối u nhỏ nếu chất tiết ra của nó rơi vào người. Hơn nữa con cốc độc trước mặt còn đang kêu ộp ộp, hàm của nó phồng lên rồi xẹp xuống. Nếu như nọc độc của con cốc độc văng trúng vào mắt thì mắt ác sẽ mù, trúng vào người thì người sẽ thối rửa. Là bộ pháp của trùng lão ngũ. Vậy mà gã ta lại theo tôi đến Giang Thành, Tôi cho rằng gã đã lên xe bỏ trốn thật xa. Không ngờ gã lại đi theo đến tận đây. Tôi thì thầm hỏi. Làm sao đây? Nếu con cóc độc nhảy lên bắn nọc độc vào tôi, thì tôi sẽ đổi nghề đi gãy đàn nhị hoặc là tẩm quất mất. Tạ Linh Ngọc nói. Nếu thứ này gặp phải một con rắn, thì nó sẽ chạy rất xa. Xem ra cần phải dùng lửa thiêu rồi. Anh tránh sang một bên đi, để tôi đến. À, không đúng, thật lạ kỳ trên người chúng hình như có thứ gì. Trên miệng nhọn của mấy con cóc độc bám đầy bụi đất này lộ ra một món đồ nhỏ lấp lánh. Tiếng kêu cũng có vẻ rất mừng rỡ, như thể có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Tại Linh Ngọc đi lên cầm một cái chậu đi về phía trước, rồi ụp chậu lên trên. Cóc kêu ụp ụp nhảy lung tung trong chậu. Trùng lão ngủ nhất định không biết bên cạnh tôi có một nữ quỷ lâu năm. Năm con cóc bị chậu bọc lấy, khói đen cuồn cuộn từ hai bên bốc ra. Những con cóc ở trong phun ra nọc độc, ăn mòn khắp nơi xung quanh cái dậu, rất nhanh đã lộ ra một số khe hở. Tạ Linh Ngọc hét lên. Mang một cái chậu lớn hơn qua đây. Tôi vội vàng lấy cái chậu lớn hơn ra úp lên, sau đó mở cửa, đốt một năm dây báo từ dưới chậu ném vào. Đốt một lúc thì thấy con cóc độc bên trong không còn nhúc nhích. Tôi sợ chúng sẽ không chết ngạt nên lại đốt thêm một nắm nữa. Cho đến hơn 10 phút sau vẫn không thấy động tĩnh gì. Tôi mới mở cái chậu bên ngoài ra. Màn khói dày đặc thoát ra theo đường cửa, nhưng cũng may là vào ban đêm. Nếu không, hàng xong thấy sẽ gọi báo cháy mất. Tạ Linh Ngọc nói. Anh lấy ra một con dao, cậy miệng chúng ra đi. Tôi tìm một đôi găng tay da, dùng dao cậy miệng con cóc, lấy ra 5 chiếc đinh thép ở trong đó. Tôi ngồi bệt xuống đất, Nhìn những chiếc đinh thép dính đầy chất lỏng trong suốt mồ hôi lạnh toát ra tôi lặng lẽ nuốt mấy ngụm nước bọt trong cổ họng xuống không thể tin vào mắt mình năm chiếc đinh thép này là năm chiếc đinh mà tôi đóng vào trên người của hoàng thị trong đầu tôi có một suy luận không hay trên đường đi trùng lão ngũ nhảy xuống khỏi xe tải sau đó gặp được hoàng thị đang trốn thoát bên đường trùng lão ngũ đã đưa hoàng thị đi cùng một cảm giác ớn lạnh chưa từng có Xâm chiếm toàn thân tôi Tôi gần như không thở nổi Nếu như hoàng thị gặp tôi Thì nhất định sẽ cắn chết tôi Năm chiếc đinh thép không ít Gã đã gửi chúng lên Bằng những con cóc độc Tôi ăn côn trùng nhưng không chết Gã lập tức phái năm độc trùng đi Tôi nhìn vào cái chậu Ở trong cùng nhất bị phá hỏng Nếu như nọc độc bắn vào người tôi Thì chẳng phải là tàn phế Cấp độ 3 rồi sao Tạ Linh Ngọc hỏi: Có chuyện gì mà hồn bay phách lạc như vậy? Tôi đáp: Không phế bỏ trùng lão ngủ thì chúng ta không thể sống yên ổn được, tôi sẽ tìm gã ta. Nhưng cô có kỹ thuật theo dõi gì hay không? Tạ Linh Ngọc nói: Có, anh có thể để cho tiểu hắc tới ngửi một chút thứ gì mà gọi là mùi của lão ngủ. Tạ Linh Ngọc chỉ về hướng con chó nhỏ màu đen con cháu nhỏ ngửi thấy mùi của con cóc và mùi khác trong không khí, quay đi quay lại mấy lần. Nó dường như ngửi được thứ gì đó rồi sủa lên hai lần. Tôi vội vàng khen nó. Kết quả, nó chạy ra khỏi cửa rồi là quay vào. Xe điện chuyển phát nhanh, đi kèm với bưu phẩm, phát ra mùi lan tỏa đầy trong không khí, bị gió thổi tán đi mất. Dường như mùi bắt đầu từ vị trí chiếc xe điện dừng lại. Tôi mừng hụt một hồi bức xác con cóc độc đã chết vào trong thùng rác. Tôi sợ chất độc này sẽ làm tổn thương đến người khác, nên đã cho nó vào một cây túi, rồi tìm chỗ đào đất chôn nó xuống. Sau đó rửa sạch năm chiếc đinh thép rồi cất đi. Trùng lão ngủ đã bắt đầu tấn công tôi. Tôi phải đóng năm chiếc đinh thép vào cơ thể gã. Tạ Đinh Ngọc nói Trong lịch sử hàng ngàn năm của Trung Quốc, những người nuôi trùng được gọi là trùng sư giữa người nuôi cổ được gọi là cổ sư hai mạch sử dụng trùng thuật xuất hiện rồi biến mất hôm nay chỉ phái ra năm con cóc độc này ngày mai nếu bọn họ muốn công kích chúng ta thì thứ được phái tới không chỉ là những con cóc đâu tôi hỏi cho dù chí bảo trùng tộc của bọn hắn đã bị tôi ăn mất thì bọn hắn cũng không cần đuổi tận giết tuyệt như vậy chứ lẽ nào trùng sư đều không có tình người như vậy sao tạ linh ngọc nói Muốn giết anh cũng không phải là không thể Còn có một khả năng Anh có còn nhớ Ông ngoại anh đã để lại cho anh những vật nào không? Tôi nhớ lại Ông ngoại đã để cho tôi quyển sách tích hợp Của các phương pháp bắt ma cổ đại và hiện đại Một cây thước ngọc là bảo vật truyền thừa Của phái quỷ chúng tôi Trùng lão ngủ sẽ không đỏ mắt đâu À Còn có một cái bình bằng đồng cổ Chẳng lẽ là thứ này? Tôi ngạc nhiên hỏi Ý cô là cái bình đồng đó sao? Tạ Linh Ngọc gật đầu nói với tôi. Trong hình dáng của cái bình đồng không giống như đồ của phái quỷ các anh. Có lẽ ngoài năm con trùng ra, trùng lão ngủ còn muốn cái bình đồng này. Những gì Tạ Linh Ngọc nói không phải là không có khả năng. Tôi đưa Tiểu Hắc ra khỏi nhà, quay trở lại khu chung cư nơi tôi thuê nhà. Nhà ở tầng 4 còn là căn thứ tư, vì số tầng và số nhà không được may mắn, nên tôi đã tiết kiệm được rất nhiều tiền khi thuê nó. Bình thường tôi cũng không quá để ý. Hôm nay khi trở lại, tôi chợt cảm giác được một cơn gió mát thổi qua. Chú chó nhỏ nhanh chóng sủi lên, chẳng mấy chốc, cảm giác kỳ lạ đã biến mất. Tôi sợ một số linh hồn lang thang đã đến đây. Tôi trở về phòng, mở cửa lấy cái bình đồng trong góc ra. Bình đồng vẫn còn những ký tự và hoa văn cổ xưa trên đó thật sự là kỳ tiếng động di chuyển bên trong giống như có chứa một loại chất lỏng nào. Sao ông ngoại lại đưa nó cho tôi, còn dặn dò tôi không được mở ra, trừ khi thật cần thiết. Tôi quyết định mang nó theo bên mình, đợi ngày mai đến trường đại học rồi hỏi giáo viên nghiên cứu cổ tự xem có giải được chữ trên đó hay không. Tôi sợ tại Linh Ngọc trong cửa hàng sẽ không yên tâm, vậy nên tôi mới xách cái bình đồng lên xe trở lại cửa hàng Bạch Mộng Hoa. Tôi hỏi cô ấy, chỗ chúng ta đang sống có vấn đề gì không? Tôi cảm thấy nó thật là u ám. Tạ Linh Ngọc cười nói, anh có thể nhìn thấy được sao, tôi còn tưởng rằng anh không chú ý đến chứ. Nhưng không có chuyện gì đâu, có tôi đây rồi, ngày mai tôi sẽ làm cho anh một món pháp khí dùng để không chế những linh hồn lang thang. Tôi buồn bực, biết mình đã lo lắng quá nhiều. Tạ Linh Ngọc giống như mê cung sâu không lường được. Những con ma bình thường đều tồn tại trong thế giới đầy oán hận. Ma nữ giống như Tạ Linh Ngọc, có lẽ trên thế giới không có con ma thứ hai. Cô ấy còn sử dụng cơ thể ma để cắt hoa, có thể ngủ trong thước ngọc, còn đáng yêu hồn nhiên như vậy. Tạ Linh Ngọc thích thú nhảy nhót cười đùa. À đúng rồi, chúng ta vừa có đơn đặt hàng đầu tiên. Lúc anh quay lại một sinh viên đã gọi điện tới đặt một bó hoa hồng đỏ. Ngày mai sẽ giao cho anh ta. Tôi nhận lấy địa chỉ trên tờ giấy. Tình cờ đây là địa chỉ trường tôi. Đúng lúc ngày mai tôi muốn đến trường tìm gặp giáo viên xem chữ trên bình đồng. Sẵn tiện chép lại số điện thoại trên tờ giấy. Tạ Linh Ngọc đã có chút doanh thu trong ngày đầu khai trương cửa hàng. Do đó cô đương nhiên rất vui. Rất khuya mới xong công việc. Đến 10 giờ tiểu hắc nằm ngủ thiếp đi trên mặt đất. Còn con mèo đột nhiên nằm lên trên người nó. Một mèo một chó không biết từ khi nào đã trở thành bạn tốt. Bây giờ nhiệm vụ chính của tôi là ngồi trong hiệu sách, lật lại cuốn kinh dịch, cội nguồn sự huyền bí của phong thủy. Con mèo bỗng thò đầu ra, kêu meo meo hai tiếng. Bây giờ nhiệm vụ chính của tôi là ngồi trong tiệm, lật lại cuốn kinh dịch, cội nguồn sự huyền bí của phong thủy con mèo bỗng thò đầu ra kêu meo meo hai tiếng. Cánh cửa bị đẩy ra, có tiếng hỏi. Có ai bán hoa không? Tạ Linh Ngọc dừng tay rồi cười nói, "Bạn muốn loại hoa nào? Có hoa hồng, hoa loa kèn hay hoa cẩm chướng, chỗ chúng tôi đều có." Tôi ngẩng đầu lên, trông thấy một người thanh niên tầm 18 tuổi. "Tôi mua một bó hoa tặng cho mẹ, ngày mai là sinh nhật của bà ấy." Tôi muốn tạo bất ngờ cho bà ấy. Người này có đôi mắt đen, lúc bước vào cửa không phát ra tiếng động gì. Tiểu Hắc đứng dậy theo thói quen sủa hai tiếng. Tôi sợ làm cho người này sợ hãi nên lập tức kéo Tiểu Hắc ra đằng sau mắng mấy câu. Bây giờ nó mới dừng. Tạ Linh Ngọc mỉm cười. Nếu như cậu muốn tặng hoa cho mẹ cậu thì nên mua một bó hoa cẩm chướng, bày tỏ sự mong nhớ của cậu dành cho mẹ. Người này gật đầu và dọn một bông hoa cẩm chướng. Cậu ta nới lỏng đôi tay đang siết chặt của mình ra, đặt một viên đá nhỏ vào tay tạ Linh Ngọc. Tôi mở to mắt nhìn tạ Linh Ngọc. Tạ Linh Ngọc gật đầu nói. Đúng rồi, khi về hãy cẩn thận, nhớ tặng hoa cho mẹ để cho bà bất ngờ. Tay còn lại của tạ Linh Ngọc véo vào mặt cậu ta một cái. Cậu ta cũng nở nụ cười Cầm bó hoa bước ra khỏi cửa hàng, đợi cậu ta đi xa rồi, tôi mới hỏi Tạ Linh Ngọc. Cậu ta đưa cho cô một viên đá màu đen phải không? Tạ Linh Ngọc cất viên đá đi, bỏ vào túi, nóng một cách thần bí. Tôi biết. Tôi biết nguyên nhân bên trong nên không hỏi thêm. 12 giờ 15, tôi dục mọi người về nhà nghỉ ngơi. Tạ Linh Ngọc mỉm cười hạnh phúc. Ngoài sự xuất hiện của năm con cóc độc, thì công việc kinh doanh ngày hôm nay rất tốt, có hai đơn hàng, ngày mai lại tiếp tục làm việc chăm chỉ. Tiểu Miêu và Tiểu Hắc đã ngủ rất say, tôi và Tạ Linh Ngọc mỗi người ôm một con lên xe rồi lái xe quay trở về chung cư. Trên đường đi điện thoại reo lên, là điện thoại của Thẩm Dịch Hổ gọi tới. Tạ Linh Ngọc giúp tôi bật loa ngoài, Thẩm Dịch Hổ nói. Buổi tối xảy ra chút chuyện, không thể tham gia buổi khai trương rất là xin lỗi tôi nói không sao anh giúp tôi điều tra thông tin của trùng lão ngũ hôm nay đã gửi đến cho tôi năm con cóc độc rất có khả năng hoàng thị cũng đã bị gã ta khống chế cảnh sát thẩm tôi không thể không nói với anh trong ký ức của hoàng thị ngoài trừ mùi của tôi ra còn có cả mùi của anh nữa đấy ôi chết tiệt thẩm dịch hổ mắng anh ta lại hỏi tôi một số thông tin cơ bản về trùng lão ngũ nếu trùng lão ngũ xuất hiện cùng với hoàng thị thì chắc là sẽ dễ tìm thôi thẩm dịch hổ bảo tôi kiên nhẫn chờ tin của anh ta xe đậu ở cổng chung cư hai bác bảo vệ ở cổng cũng không biết rõ lắm về tôi nửa đêm nhìn thấy tôi về nên hơi không vui trên ghế phụ của một chiếc xe cũ nát còn có một con chó và một con mèo đang ngồi nhân viên bảo vệ kiểm tra chứng minh thư của tôi rồi mới cho vào Xe vừa mới khởi động, bảo vệ đã lên tiếng nói. Tên ngốc đó thuê phòng số 4 trên tầng 4 của khu 4. Sau đó tôi không nghe thấy gì nữa. Con chó và con mèo nhảy từ trên xe xuống và đi về phía trước. Tôi sợ làm phiền những người hàng xóm đang nghỉ ngơi và những việc tương tự như thế nên bảo chúng im lặng. Chung cư yên tĩnh không một tiếng động lạ thường nào mấy căn nhà còn sáng đèn truyền đến tiếng chơi mạt chược chợt từ trong lầu trên truyền đến một tiếng hét to đánh tên khốn nạn này đi em gái mày có để cho ai ngủ không trước đây tôi không cảm thấy nơi mình ở không yên ổn nửa đêm trở về còn cảm thấy hơi đau nhức người nhưng tại linh ngọc nói không có chuyện gì nên tôi cũng không quá lo lắng trước đây tôi không cảm thấy nơi mình ở không yên ổn nửa đêm trở về còn cảm thấy hơi đau nhức người. Nhưng tại Linh Ngọc nói không có chuyện gì, nên tôi cũng không quá lo. Trời sập, đã có cao nhân đỡ, mà đến có ma nữ cản, mình sợ gì chứ? Suốt quãng đường quay về phòng không có bất kỳ nguy hiểm gì, ngoài trừ con mèo kêu lên hai tiếng meo meo, thì những thứ khác đều bình thường. Tôi đi tắm trước, lúc tắm tôi muốn tắm giúp cho con chó luôn, nhưng mà con chó sống chết không có chịu. Theo tôi đoán, thì lúc ở thôn Bạch Thủy, nó đã quen với việc nằm trên nền đất suốt ngày. Đi tắm hoàn toàn không nằm trong thế giới quan của nó. Con mèo thì không giống, được tắm lại rất vui. Cuối cùng, sau khi tôi đưa con chó đi tắm, con chó tắm xong bỗng sủa hình nổi, ngồi ị dưới đất như là bị người ta cướp đi tấm thân trinh trắng vậy. Đến 3 giờ, tôi dậy đi tiểu gấp từ bên ngoài truyền đến tiếng đóng đinh. Cọc cọc. Cái này là tiếng đóng đinh vào tường, đúng không? Tôi nhớ đến lời của tà Linh Ngọc nói, đưa tay kéo con chó nhỏ lại rồi mở cửa ra. Nghe xem là nhà nào phát ra tiếng đóng đinh. Sau khi tôi mở cửa đến một con chim cũng không thấy. Tôi lần nữa quay lại ngủ. Vì việc này nên tiểu hắc rất không hài lòng với tôi tôi đã làm gián đoạn buổi hẹn hò trong mơ của nó bơi chu cho trắng bên cạnh nhà trưởng thôn bạch thủy nước miếng của nó đã chảy dài tới mức gần như trở thành một dòng sông trường giang sáng hôm sau tôi ở nhà đọc sách tạ linh ngọc ở trong phòng cả buổi sáng thỉnh thoảng đi qua xem tôi học hành như nào đến buổi chiều tôi lái xe ô tô của mình đến cửa hàng bạch mộng hoa để lấy hoa tôi đặt cái bình đồng ở bên cạnh dọn dò tiểu hắc ở nhà giữ nhà cho tốt. Sau đó đi đến trường đại học tìm giáo sư Diêu Bảo Bảo, nhân tiện gửi những bông hoa đã được đặt hàng. Một bó hoa 18 bông hồng đỏ, tôi đoán là nam sinh này dùng để theo đuổi nữ sinh, nói không chừng trước 8 giờ tối sẽ đưa tới. Khi tôi lái xe vào cổng trường thì bị chú bảo vệ ngăn. Không có thể thì không thể vào được. Tôi cười nói. Chú à, cháu thu gom sắc vụn, lát nữa sẽ ra thôi. Ông ấy tránh ra luôn. Cháu nói thật với chú nha, cháu tốt nghiệp trường này. Ông bảo vệ không nhìn được, than thở. Cậu tốt nghiệp ra trường mà lại đi thu gom rác. Cậu cũng còn mặt mũi quay lại sao? Đi vào đi. Cần gạt an toàn được nhấc lên, tôi đang lái lên một đoạn đường dốc chợt trông thấy giáo sư Diêu Bảo Bảo ở cổng trường đại học một vài nữ sinh mê trai đang vây quanh thầy ấy. Giáo sư, giáo sư Diêu, thầy xem giúp em, năm nay có số đào hoa hay không? Diêu bà bảo bảo siết chặt bàn tay nhỏ nhắn như không xương mềm mại của cô gái dùng sức một chút. Số đào hoa của em còn lâu mới có, đoán chắc là năm nay không có. Tôi bật cười hét lên. Giáo sư, thầy có thể xem giúp cho em xem số đào hoa như nào không? Thầy đừng chỉ xem cho nữ sinh mà không xem cho nam sinh. Dư bà bảo cười nói. Các em đi trước đi. Tiêu kỳ. Tôi và Dư bà bảo quen nhau hơi buồn cười. Ông ấy tình cờ gặp tôi trong một lần đi ăn. Ông không mang theo tiền nên tôi trả tiền cho ông. Sau đó thì chúng tôi quen biết nhau. Không giống như những giáo sư bình thường khác. Dư bà bảo không tự cao. Bình thường hay thích tìm tôi chơi bóng bàn sau đó chơi mãi thành quen tôi cũng biết đến cái danh thích giao tiếp với các học sinh nữ của thầy ông chú ở cổng trường hét lên thu dọn đồ hỏng đi mở xe ra tại sao lại đóng cửa tôi nói giáo sư đợi em chút em đi mở cửa thật không ngờ thật sự có người muốn bán đồng nát tôi lấy cái bình ra giáo sư diêu cầm kính lúc nhìn một hồi rồng bay phượng múa cũng là thứ tốt em hỏi tôi trên đó viết gì sao tôi nhất thời nhìn không ra có lẽ là một mật mã được sử dụng bởi một số giáo phái cổ xưa sau khi diêu bà bảo, bảo xem một lúc ông đột nhiên hỏi tôi em có ý định làm di tích văn hóa hay không tôi cười nói giáo sư à thầy đang nói gì vậy em đang thu gom đồng nát giáo sư diêu cười nói có công mài sắc có ngày nên kim cố gắng lên cuối cùng tôi sao chép những từ trên bình đồng lên giấy giáo sư diêu nói ông còn cần nghiên cứu hơn nữa ông có thể tìm ra một số manh mối em đã ăn đồ ăn đạo giáo chưa giáo sư diêu đột nhiên hỏi tôi biết không thể giấu được nữa giáo sư diêu có một chút manh khoé kỳ lạ khi nghiên cứu về kinh dịch ông đã hỏi như vậy tôi đành thừa nhận rằng tôi đã tiếp quản môn phái của ông ngoại giáo sư diêu im lặng một lúc cuối cùng không nói thêm câu gì tiêu kỳ em tiếp tục đi chờ câu trả lời của thầy nếu thầy không thể giải mã nó thì cũng sẽ nói với em như bà bảo nói xong thì đuổi tôi ra ngoài tôi có chút thất vọng em và kỹ thiên thiên đã chia tay rồi sao Dương Bảo bảo đột nhiên hỏi. Kỷ thiên thiên là ai? Thầy biết không? Em đã quên rồi. Tôi gật đầu rời đi mà không thèm ăn với giáo sư Diêu Bảo Bảo. Ở cánh cổng đằng xa, ông chú ở cổng nói Tôi đã cân được 250 cân rồi, cậu có muốn cân lại không? Tôi nói 6 tệ một cân rồi đưa cho chú ấy 150 tệ. Tôi lái xe rời khỏi trường rồi gọi cho người đặt hoa alo, xin chào, tôi là người đưa hoa. Trời đang dần tối, màn đêm của khuôn viên có cảm giác xa xăm. Mặc dù tôi đang ở bên trong, con người vì có tình cảm nên sẽ quên, sẽ đau khổ, sẽ bình thản, sẽ lưu luyến, cũng sẽ giả vờ như không biết gì. Khi tôi đang đi trên đường, một giọng nói trầm lắng từ điện thoại phát ra. Tôi đang ở cửa thư viện, mặc quần áo đen và cầm một chiếc ô đen, rất dễ nhận ra. Tôi đậu xe ở bãi đổ xe bên đường rồi xách hoa đi ra ngoài Các sinh viên đi ngang qua tưởng tôi tặng hoa Tất cả đều nhìn tôi bằng vẻ mặt tò mò và ghen tị Bên lề đường có hai ông chú mặc quân phục rằng ri đang ngồi trước xe hút thuốc, than thở Giờ làm ăn khó khăn quá rồi Đồng nát đều bị người ta thu mua hết Không chơi mặt chuột được Tôi ôm bó hoa lặng lẽ đi qua sợ bị họ phát hiện người thu mua đồng nát chính là tôi ngay sau đó tôi thấy một người mặc quần áo đen cầm chiếc ô đen trời đã tối lại không mưa nhưng mà anh ta còn cầm theo ô đúng là lạ kỳ đợi đến khi tôi lại gần anh ta tôi mới nhận ra đôi mắt trũng sâu của anh ta ngay cả bàn tay nhận hoa cũng liên tục run rẩy tuy run rẩy không quá rõ nhưng rất dễ phát hiện phía trên là một gương mặt đầy bệnh tật che đi phong thái tràn đầy sức trẻ của người thanh niên cậu có phải là hàng tôn nam hay không tôi hỏi người thanh niên nhận hoa không nói câu nào lấy một trăm tệ đưa cho tôi nói không cần phải thối lại sau đó anh ta biến mất ngay trước mắt tôi với chiếc ô đen bộ quần áo đen và bó hoa hồng đỏ tươi trên tay một lúc lâu sau từ trên đường chính có tiếng phanh gấp truyền đến sau đó là tiếng la hét sôi nổi tiếp theo là tiếng hét dữ dội tôi nghĩ chắc có ai đó đang tán tỉnh hoặc là có học sinh đánh nhau công việc buổi chiều đều đã xong rồi công việc còn lại là chờ tin báo từ thẩm dịch hổ và giáo sư diêu bảo bảo tôi ngồi trên chiếc xe bán tải nhỏ chuẩn bị quay về ăn cơm khi đi đến đường chính mới phát hiện những chiếc xe trước mặt đều đã bị chặn một đám học sinh nắm tay nhau chặn đường phía trước có một vụ tai nạn ô tô. Các học sinh nắm tay nhau bảo vệ hiện trường vụ tai nạn ô tô, chờ cảnh sát giao thông và xe cứu thương đến. Trời dần tối xuống, bắt đầu đổ mưa nhẹ. Tôi sợ trong một khoảng thời gian mình không thể rời đi được, vì vậy mới gọi cho tạ Linh Ngọc. Tôi gặp phải một vụ tai nạn giao thông làm tắt đường nên tối muộn mới về tới nhà. Cô nấu một ít thức ăn cho chó mèo trong nhà trước đi. Tạ Linh Ngọc nói Anh đi đường cẩn thận nha Trời mưa đường sẽ rất trơn Tôi tắt máy xuống xe Nhìn lên phía trước Tôi lại gặp hai ông chú thu gom sắc vụn Họ còn phàn nàn Là bị lấy đi hàng trăm cân sắc vụn Tôi hơi chạnh lòng Đi lên châm cho họ điếu thuốc Tán gẫu Tại sao có nhiều học sinh chặn đường như vậy Tôi hỏi Ông chú cười nói Ngày mai không phải là ngày lễ quốc tế lao động hay sao? Mọi người ra ngoài đi chơi, đi hẹn hò, chắc là ban đêm mọi người đi bắt xe, đụng phải hiện trường tai nạn. Điếu thuốc cầm trên tay rơi xuống đất, tôi tim đập loạn nhịp. Ngày mai là mùng 1 tháng 5, hôm nay cũng chính là ngày 30 tháng 4, mọi chuyện sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Tôi tốt nghiệp năm 2006, đã từng nghe nói về một vụ án không có manh mối khác thường sau ngày 30 tháng 4 năm 1999, một vụ án giết người đã xảy ra. Dù đã trôi qua rất nhiều năm, nhưng vụ án vẫn chưa được giải quyết. Mỗi một khóa học sinh đều sẽ nhận được nhiều phỏng đoán khác nhau về câu chuyện truyền miệng của những khóa trước. Vụ án có thể được tóm tắt trong một câu. Một cô gái tên là Bạch Vũ đã chết. Hộp sọ của cô ấy chưa bao giờ được tìm ra. Tôi vội vàng chạy về phía trước mưa nhỏ tạt vào mặt, da gà khắp người nổi lên. Lẽ nào Bạch Vũ quay lại? Trong lòng tôi tê liệt, cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Có lẽ trong 10 năm, Bạch Vũ chưa từng rời đi. Sau khi đọc một số tác phẩm kinh điển về phong thủy, tôi đã biết cách bố trí phong thủy của trường rất khoa học và phù hợp với quy hoạch kiến trúc. Ở một số nơi lạnh lẽo âm u, đều có sư tử đá và kỳ lân canh giữ. Bạch Vũ sao có thể ở đây 10 năm được? Tôi hy vọng bản thân mình đã đoán sai. Những học sinh vây kín hiện trường vụ án, trong xe có một đứa trẻ khóa chặt cửa không chịu đi ra. Một nhóm người rất nhanh đã đến hiện trường vụ tai nạn, bởi vì vụ án xảy ra ở trường học nên các bộ phận liên quan khi xử lý đều phải duy trì sự khoan dung nhất định, không được quá mức đàn áp những học sinh nhiệt tình này các học sinh bị thương trong đám đông vẫn còn thở. Các bác sĩ từ bệnh viện của trường đã nhận tin báo hiện đang tiến hành sơ cứu. Những người bị thương cuối cùng đã được cán cấp cứu nhất lên, nhanh chóng đến bệnh viện trung tâm thành phố tốt nhất. Lãnh đạo nhà trường cũng hứa sẽ trả toàn bộ chi phí. Cảnh sát giao thông và cảnh sát khám nghiệm hiện trường chụp ảnh ghi hình. Có một vị bác sĩ trên mặt có hai vết sẹo nhìn học sinh ngồi trong xe trên mặt đầy tức giận và căm hận, lao tới định đá hai phát, nhưng bị cảnh sát ra lệnh đuổi đi. Bình tĩnh, còn chưa bắt đầu điều tra, đừng có chủ động gây sự. Lãnh đạo nhà trường cầm loa lên. Ngày mai là ngày nghỉ, mọi người nên đi du lịch. Hãy tin tưởng vào cảnh sát, tin tưởng vào nhà trường. Hàng Tôn Nam cầm chiếc ô đen đứng trong đám người, lại xuất hiện trước mắt tôi. Vô Tình nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra trước mắt. Đi đường âm hồn 10 năm, trong thời gian 10 năm không ngờ lại quay về. Buổi tối trời mưa nhẹ, tôi lái xe quay lại cửa hàng Bạch Mộng Hoa. Tạ Linh Ngọc đã mở cửa hàng ra bán. Cô nhìn thấy vẻ mặt đầy tâm sự của tôi, lập tức hỏi. "Tối hôm qua xảy ra chuyện gì ư?" Tôi đáp, "Chuyện thứ nhất" là giáo sư Diêu không giải mãi được văn tự trên chiếc bình đồng. Chuyện thứ hai là đã xảy ra một vụ tai nạn khiến tôi nhớ đến vụ án thi thể không đầu vào 10 năm trước. Cả hai vụ này đều xảy ra trong cùng một ngày. Tạ Linh Ngọc nói, nếu anh thật sự gặp được thì anh nên đi xem một chút. Anh không thể giả vờ rằng nó không xảy ra được. Nếu là cơ thể tan nát mà chết thì âm khí tích tụ có thể rất nặng. Mười năm sinh tử gục, khó đi đường âm hồn nếu như cô ấy quay lại Thì sẽ còn có người Sẽ vì đó mà chết Sau khi một người chết Người mang tội ác tày trời Sẽ bị đầu trâu mặt ngựa đến câu hồn Còn những người bình thường tốt bụng Thì được hắc bạch vô thường đến dẫn đi Bạch Vũ là một cô gái bình thường Sau khi cô ấy chết Có lẽ là hắc bạch vô thường đến dẫn đi Tại sao cô ấy lại quay về Chẳng lẽ thật sự có ân oán Hắc bạch vô thường bỏ qua cho cô ấy sao? Toàn bộ vụ án là như thế này. Năm 1999, Bạch Vũ 18 tuổi đã mất tích. Khi trời vừa rạng sáng, một bác dọn dẹp đã nhặt được một chiếc túi màu đen trong thùng rác, phát hiện bên trong có thịt, tưởng là thịt lợn nên mang về nhà chuẩn bị nấu súp. Tới lúc rửa thì phát hiện một ngón tay người nên sớm đã báo cảnh sát. Người chết chính là Bạch Vũ. Mỗi khi nhớ lại toàn bộ vụ án, tôi lại cảm thấy rùng mình. Nếu như cô ấy thật sự đi lên đường quỷ 10 năm, sợ rằng lần này tôi phải đối mặt với một nữ quỷ cực kỳ lợi hại rồi. Theo tin đồn, đầu của Bạch Vũ vẫn chưa được tìm ra. Khi sự việc trôi qua, nó ngày càng trở nên đáng sợ hơn. Bạch Vũ trở thành một mũi tên. Tất cả mọi chuyện kỳ lạ đều được diễn giải là có liên quan tới Bạch Vũ. Quyển sách tích hợp có nói, ma quỷ là cách tồn tại cuối cùng trên thế giới này. Nghĩ là họ ở lại trên thế giới không phải vì họ muốn ở lại, mà là vì một số cơ hội. Suy cho cùng, thế giới dương gian không phải là thế giới của họ. Họ phải chịu ba loại khổ. Một là nỗi đau trong ngày. Suốt ngày lang thang trong một nơi tối tăm và u uất không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Hai là cái khổ lưu lạc. Không có thân xác thật, thân ma khó giữ, gặp gió to cũng có thể bị thổi bay. Suốt ngày cần phải tránh né người ác, chó dữ, ác quỷ bắt nạt. bà Là muôn vàng đau khổ, vòng linh lang thang khó siêu thoát, đối mặt với sự tra tấn tàn nhẫn của thời gian. Một số kẻ may mắn có thể vượt qua bằng cách trôi nổi đến những ngôi chùa cổ kính và nghe các nhà sư lỗi lạc tụng niệm, nhưng số lượng rất ít những linh hồn xấu xa còn lại chỉ chiếm một phần mười số lượng ma họ phải chịu đủ loại hành hạ trên đời họ cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi báo được thù vấn đề khó chính là ở đây muốn tìm thấy hồn ma của bạch vũ sẽ phải mất một khoảng thời gian không biết liệu có thể thu phục được cô ấy hay không việc tôi tỏ ra do dự là chuyện bình thường hơn nữa trùng lão ngũ và hoàng thị có thể xuất hiện bất cứ khi nào khiến tôi luôn cảm thấy bất an. Tạ Linh Ngọc nói, Theo sự thống nhất giữa tri thức và hành động trong triết học, thì mỗi ngày anh cần phải nghiên cứu, nắm vững kiến thức cơ bản, sau đó ra ngoài thực hành. Như vậy, ngược lại sẽ tiến bộ hơn. Anh nói có đúng không? Những lời của Tạ Linh Ngọc đã khai sáng tôi. Chỉ sau khi được mài dũa trong xã hội thì tốc độ tiến bộ mới nhanh lên được. Tôi gật đầu để tôi thử xem hôm qua tạ linh ngọc đưa cho tôi một viên đá cô nghiền nát viên đá rồi nói dựa theo phương pháp mô tả trong quyển tích hợp anh hãy vẽ một vài lá bùa mắt ma và thu gom tất cả các tài liệu cần chuẩn bị viên đá đen mà tạ linh ngọc đưa cho tôi được gọi là đá hồn ma ban đầu nó chỉ là một viên đá nhỏ bình thường nhưng nó được một tiểu quỷ mang theo bên người theo thời gian trở thành một viên đá linh hồn, nghiền nó thành bột vẽ bùa để thu hút tà ma là hiệu quả nhất. Có người sẽ hỏi, tại sao tiểu quỷ lại mang theo viên đá nhỏ mà không mang viên đá to? Từ xưa tới nay, yêu ma luôn là nặng ba lượng, đại khái đá to không thể ôm nổi. Tiểu quỷ mang theo đá nhỏ ra ngoài vào ban đêm, vừa thấy người đã đánh bọn họ. Nửa đêm có rất nhiều người đi ở trên đường dường như có thứ gì đụng vào họ chính là bị cục đá nhỏ này đụng trúng còn có lời nói rằng tiểu quỷ mang hòn đá nhỏ theo bên mình là để tránh bị gió to thổi bay tán loạn trên đất tôi nhìn hòn đá nhỏ đây không phải là hòn đá nhỏ mà đứa bé hôm qua mang đến hay sao chẳng lẽ đứa bé là ma thật sự muốn tặng hoa cho mẹ mình tiểu quỷ đổi viên đá linh hồn lấy hoa sau khi lấy được hoa rồi, nó chỉ cần nhặt một viên đá khác để trên người là được, cũng có thể xem là mua bán có lợi." Tạ Linh Ngọc nói tiếp, "Anh quay về tự vẽ đi, mà quỷ vẽ bùa đều dùng giấy trắng mực đen, không giống như giấy thần châu của đạo giáo có màu vàng, lựa chọn loại bùa nào, anh tự xem xét rồi quyết định." Tôi nghĩ Tạ Linh Ngọc có lẽ cũng sợ những lá bùa tôi đã vẽ bức tranh trong cửa hàng hoa chắc chắn sẽ không tốt cho cô ấy vì vậy cô ấy mới dẫn con chó đen nhỏ trở về nhà thuê lúc đến cửa tà linh ngọc nói ngày mai khi anh đi chợ hoa nhìn thử xem có hoa bỉ ngạn màu trắng thì mua về được rồi hoa bỉ ngạn còn gọi là hoa mạng châu xa bởi vì hoa và lá không thể gặp nhau vì vậy nên mới gọi là hoa bỉ ngạn có người nói nó mọc bên bờ sông minh hà nhưng thật ra nó không bí ẩn đến vậy bông hoa bỉ ngạn nhỏ màu đỏ mọc trong bóng tối tất nhiên là nhân gian chứ không phải ở minh hà hoa bỉ ngạn thường được dùng làm dược liệu thanh nhiệt hạ huyết áp còn có thể làm đẹp da mặt loại hoa này ít nhiều đều mang vẻ bí ẩn chủ yếu là màu đỏ là linh ngọc thu mua nó để làm gì hơn nữa còn là màu trắng tôi tò mò hỏi Cô cần hoa bỉ ngạn trắng mà làm gì? Là phát nhiệt sao? Nếu như phát nhiệt thì có thể ngâm cây kim ngân phối với hoa cúc. Nếu như muốn làm đẹp thì chỉ cần đắp một cái mặt nạ hoặc dùng dưa leo là được rồi. Sau khi tôi nói xong mới phát hiện bản thân mình nói nhiều lời vô nghĩa. Cô ấy là nữ quỷ, phát nhiệt gì chứ? Tạ Linh Ngọc nhẹ nhàng nói. Tôi muốn gặp một người ở bên kia bờ Minh Hà. Tạ Linh Ngọc không nói gì, cô ngẩn người một lúc, sau đó mới lên tiếng. Ngày mai anh đi tìm Bạch Vũ đi, đừng để cho cô ấy gây thêm tội ác hại người. Khi tôi còn nhỏ, thường nghe các cụ già nói rằng, chiếc quan tài là chiếc nôi cuối cùng của con người. Quan tài sẽ trôi theo dòng Minh Hà đi đến tận cùng thời gian và thế giới. Sau đó tôi mới hiểu, lúc đó Tạ Linh Ngọc không hề nói đùa cô ấy thật sự đã đi đến âm phủ. Đây đều là chuyện của sau này, sau này từ từ rồi nói. Phật tử nói rằng có ba ngàn đại thiên thế giới, có lẽ thật sự tồn tại âm phủ. Đó có phải là nơi mà tạ Linh Ngọc muốn đến hay không? Còn tôi nên đi đâu? Còn họ thì sao? Các nhà triết học đã nói cuộc đời chúng ta sinh ra là để chết đi. Những lời nói bông đùa của tạ Linh Ngọc giống như những cơn sóng trên mặt nước nhanh chóng lắng xuống. Kết thúc tập 7 bộ truyện Thầy Phong Thủy cuối cùng, cảm ơn các bạn đã theo dõi.